Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo tài khoản Microsoft. Tài khoản này để sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của Microsoft, bạn cần phải tạo tài khoản Microsoft. Chính là cái địa chỉ email và mật khẩu bạn sử dụng để đăng nhập vào tất cả các dịch vụ của Microsoft, bao gồm Outlook.com, Xbox Live, OneDrive và Office 365. Bạn cũng có thể sử dụng tài khoản Microsoft để đăng nhập vào Windows Phone và PC chạy Windows 8 hoặc các phiên bản cao hơn. Vậy để có thể tạo tài khoản Microsoft thì các bạn thực hiện như sau. Các bạn đăng nhập vào địa, các bạn vào truy cập vào địa chỉ if.com. Sau đó các bạn chọn vào, các bạn xuống dưới và click vào nút đăng ký ngay. Ở đây các bạn điền thông tin cá nhân của mình vào. Phần tên thì có bao gồm tên và họ của mình. Các bạn điền thông tin vào đây. Ở phía dưới tên đăng nhập chính là tên, chính là cái địa chỉ email, chính là hòm thư của chúng ta. Chúng ta chọn hòm thư. Ví dụ ở đây chúng tôi chọn là Nam Nguyễn 1012. Và A còng ở đây các bạn nên chọn là outlook.com hoặc hotmail.com. Mật khẩu, các bạn có mật khẩu. À, tôi xin giới thiệu qua cái phần tên này, các bạn không được đặt chứa các ký tự đặc biệt, ví dụ như than, a còng, thăng, đô la, phần trăm, sao, vân vân. Khi các bạn chưa có ký tự đặc biệt này thì Microsoft sẽ không cho chúng ta tạo tài khoản, mà chúng ta chỉ được chứa các ký tự từ A đến Z và các ký tự số, dấu chấm. Ngoài ra các ký tự đặc biệt chúng ta không được sử dụng. Các bạn cũng không được sử dụng đúng cách để tạo tài khoản. Tiếp đến các bạn xuống phía dưới chọn quốc gia, ở đây các bạn chọn Việt Nam. Mã 19 các bạn có thể bỏ trống khu phụ này. Mã 19 như là 84, các bạn có thể bỏ trống. Sau đó các bạn chọn ngày sinh. Đây là ngày sinh nhật của mình. Và chọn giới tính, ở đây có 3 lựa chọn giới tính nam nữ hoặc không xác định, các bạn có thể chọn mã quốc gia, các bạn để mặc định là Việt Nam 84, các bạn nhập số điện thoại của mình vào đây, địa chỉ email thay thế, nếu các bạn đã có một email khác thay thế thì các bạn có thể nhập địa chỉ email vào đây. Tiếp đến các bạn nhập các cái mã để Google xác minh chúng ta là không phải là robot tạo tự động. Sau đó các bạn click vào nút tạo tài khoản. Như vậy là các bạn đã tạo thành công một địa chỉ email của Microsoft hay là một tài khoản của Microsoft. Các bạn có thể đăng nhập vào để xem các hòm thư của mình. Các bạn có thể gửi thư bằng cách là click vào nút mới ở đây để có thể gửi đến ai đó, ví dụ như Nam Nguyễn, ví dụ ở đây tôi gửi cho chính mình. Thêm chủ đề là thư của bạn, nội dung của thư. Các bạn có thể đính kèm một tệp tin nào đó bằng cách vào nút chèn, sau đó chọn tệp đính kèm, hoặc chọn hình ảnh nào đó, hoặc là chọn cái tệp tin từ cái OneDrive của mình. Sau đó các bạn nhấn nút gửi, các bạn nhấn xác nhận. Như vậy là hôm nay mình đã hướng dẫn các bạn cách
tạo tài khoản Microsoft. Tài khoản này thì các bạn có thể sử dụng rất nhiều mục đích, từ có thể đăng nhập vào để sử dụng cho với các dòng điện thoại Nokia, hoặc là sử dụng khi hoặc là sử dụng để gửi mail, vân vân. Trong khi xem video của tôi, các bạn hãy nhấn vào nút đăng ký để hoặc là subscribe để theo dõi các video của tôi hàng ngày, hoặc các bạn có thể truy cập vào địa chỉ youtube.com/đào tạo tin học online. Như vậy là video của tôi đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.